Hello, hello, hello. Hello everybody. Welcome to HealthVKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Nata Ma Đồng ha. Thì bản này đầu vô chúng ta được 2, 4, 6, 7. Mỗi bên là 50 triệu kim nguyên bảo nha anh em. Đó, nhưng mà game này không có phi level nên chúng ta phải tự leo. Rồi VIP thì chúng ta được VIP 15. Ok ok, VIP 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Ok, 15 thì chúng ta sẽ có nhị lan thần. Đó, tích ra cho nó lên lực chiến anh em. Dù ít ỏi cỡ nào cũng phải kích ha. Rồi ở đây tiên lữ kích hoạt luôn. Cái điều mà đầu tiên vào game thì chúng ta đã nhận hết rồi hả? Bây giờ thì chỉ có chạy hết cái đống nhiệm vụ này để mà mặc đồ đồ lên ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin của server. Đây, Nata Ma Đồng, Nata H5 ha. Khai mở S3 Ma Đồng. Update 17 giờ ngày 25 tháng 8 đến 7 giờ 59 phút ngày 26, open là 8 giờ ngày 26 hả? Ok ok. Vậy để mẹ nó giờ open đi ta. Có Tân Hữu Na gì? Tân Hữu Na Tra, à có toàn dân. Có Tân Hữu gồm có hệ Marvel chiến binh báo đen, ngoại trang rồng xương. Đột mã rồng xương là quy cả tỷ lực chiến rồi đấy. Rồi thẻ tinh phách tiên nữ long tướng, thẻ củ nguyên thiên tôn, rồi bolobala mừ ngọc hỏa thiên, rồi 1 tỷ Việt Nam đồng nữa. Wow, con số khá phê đấy, 9 số 0 lận anh em. Rồi ok, đây link chơi ngay, nhập code group bấm vào chơi ngay không tàn tải. Game Nata đồ họa siêu đẹp, game đa nền tảng Android, iOS, PC hả. Thông tin vượt đào bảo rớt kim nguyên bảo, boss thế giới rớt kim nguyên bảo và item cực phẩm, tạo nhân vật tặng ngay 50 triệu kim nguyên bảo thường, 50 triệu kim nguyên bảo khóa, 5 tỷ bạc tặng VIP 15. Rồi Bet Nata Ma Đồng, điện thoại chơi mượt máy tính càng ngon hả. Đánh boss rớt đồ cực VIP nè hả. Tính năng dân cài game này cân tất nè. Event truyền tin ra nhận code cực ngầu à. Ok ok. Được, có đua top đồ này nọ nữa nè. Chắc chưa up cái đua top anh em. Game này đua top nhận 50 tỷ nha. Wow wow wow. S3 là đua top nhận 50 tỷ à. Đây đây đây. Đây thông tin đua top. Top 1 nhận được một hắc thần ngộ không. Hắc thần nằm đâu ta? Kiếm coi con hắc thần là con nào. Cái này nó nhiều nhân vật lắm, hên mà không biết bản này có mod không. Nó mod ra tùm lum hết, nào là tùm lum hết. Đây đủ. Ở này là hắc ám mà chứ đâu phải hắc thần. Vậy là hắc thần là con nào ta? Nhiều khi là nó luôn á. Hắc thần quỷ dương nè. Rồi một linh thú ma ma tinh nè, quỷ dương nè, đúng rồi nè, hắc thần nè. À hắc thần là nó đó anh em nè, linh thú ma tinh nè hả. Ok mà con đó nhiều lực chiến vậy. À, đâu 2, 4, 6, 8, 4 tỷ 2 lực chiến. Wow. Rồi 50 tỷ Việt Nam đồng nữa nè, 500 ngọc hỏa thiên. Wow, nâng lên tới thứ gì luôn á. Ok ok, bây giờ đi xin code like share cái rồi nhập code luôn hả. Ok nhập code xong rồi anh em, vô nào. Đâu rồi đâu rồi, đây code nè hả. Ngọc vạn năng hồn tinh đan kỹ, rồi cánh, rồi sủng. Ủa những thứ quan trọng đâu. Đây đây còn nữa nè. Đây 5 ngọc hỏa thiên. Rồi 2 vạn tinh luyện thạch. Đây chỉ có 50 rồi.
Oh my god, 5 ức anh em. Code này code lái xe heo quên. Code lái xe mà có 500 triệu rồi. Wow wow. Đừng quên lấy code lái xe nha. Đây có tân thủ. Ok, 1 tỷ đó. Vậy tổng 2 code là chúng ta có 1 tỷ rưỡi. Được đấy. Rồi 3 vạn đá. Rồi tỏ kỳ rồng xương. Chiến binh Marvel báo đen. Rồi kỵ nè hả. Rồi cánh. Rồi hỏa thật gì củ nguyên thiên tôn. Đây tinh phách tiên nữ khủng. Rồi còn cái nữa là cái gì ạ? Đây mừng ngọc hỏa tiên hả. Đủ có mấy thứ này rồi là chúng ta lên lực chiến khá phê đấy. Này chỉ có 1 tỷ 6 thôi. Đây 2 tỷ mấy, tất nhiên là 15 viên kia là heo sẽ cho nó ăn hết rồi anh em. Đó 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 đó, 15 viên thì nó lên được khoảng 2 4 6 8 3 tỷ, 3 tỷ 8 anh em à. Ok ok, được được. Trời trời. Bá đồ quỷ này ngon lành. Ok. Giờ phải lên 20 đồ này nọ hả. Đó, rồng xương nữa anh em. Đù. Thằng tiện vô mở con rồng xương luôn. Đây, con rồng xương là được 2, 4, 6, 8, 7 tỷ 2 lực chiến. Má nó còn ngon hơn là con tướng nữa trời. Đậu xanh 2, 4, 6, 8, 9, 12 tỷ rồi anh em. 12 tỷ lực chiến rồi. Đù. Thôi mấy con này giờ vô chắc có một cái không nữa chứ. Nói gì nữa. Ok ok anh em à. Quá phê. Rồi chúng ta sẽ vào hành. Chưa. Chúng ta quay lại nào. Ừ đúng rồi, nó có vòng quay mà đúng không ta. Đây vòng quay S3 quay thử coi. Rồi không có xu hả. Hiểu lắm. Thông tin điểm danh không có luôn. Ok. Rồi có tích nạp không ta. Đây có tích nạp luôn. Nhưng mà tích nạp 50 nha. Ok ok cũng được. Phi game phi quá nhiều rồi. Phi cho chúng ta một tọ kỳ rồng xương 7 tỷ 2 lực chiến. Rồi chiến binh Marvel rồi 15 ức tương đương với 1 tỷ rưỡi kim nguyên bảo rồi. Wow. Ok ok. Qua nào. Ở bên này chúng ta có nạp đầu chúng ta sẽ có được thần ma vọng ám hả. À, ok. Thần thì tâm bảo giờ yeah. Đây 2 vạn boss thế giới ra kim nguyên bảo đây hả. Hôm nay là boss phó bản nè. Đạo bảo một lần được 50 vạn tương đương với 500.000 kim nguyên bảo anh em. Đúng, đạo bảo ngon đấy anh em. Được đấy. Rồi thì link heo sẽ để dưới phần mô tả ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Đó, thông tin đồ này nọ heo để hết ở dưới ha. Game có vẻ khá là ok đó anh em. Đủ bao nhiêu đây thì nó lên được bao nhiêu con bé ta. Hình như chưa bao giờ heo nâng mát con bé ở đây luôn á. Để thử coi hôm nay ra sao. Một ngàn mấy này chắc nâng không hết đâu anh em. Không hết cái ngoại trang của con bé này á. Không hết cái không nâng lên mát cấp của nó được á. Ok.
năm rồi sáu là được con voi hả? Má thì chữ đang đánh đang nâng mà gặp nó cứ mở cái thông báo viết thấy khá là quạo nhỉ. Đó lên bậc 7 là một con chồn hả? Thôi chắc để con ấy chơi quá nè, phải cha nó đi. Ok, nguyện ảo là con này chỉ thấy không trông mong gì được nhiều rồi. Tặng vàng gì đây, nạp đầu ngày vị 2. Túi đồ này chúng ta còn cánh nữa nè, rồi phủ hộ nữa nè hả, rồi ở đây còn thẻ bạch tượng đồ các kiểu, rồi củ nguyên thiên tôm. A à, vị lan thần chúng ta còn một thẻ nữa hả? Ok rồi, thì nhắc lại thông tin server cho anh em hả. Game Nadra Ma Đồng open x3 Ma Đồng a open vào 18 open vào 8 giờ ngày 26 tháng 8 hả? Anh em nào có chơi thì tải về. Game free 1.5 tỷ trên biên bảo. Lực chiến thì mênh mông hả? Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.